Đây là một chiếc máy chiếu với mức giá chỉ là 1 triệu đồng mà thôi Mình không hề nói phép nhá 1 triệu 078 nghìn Em máy chiếu này đến từ Gozodoc Và đây chính là ngoại hình của em nó Thực sự thiết kế rất là nhỏ gọn luôn Và em này có một điểm mình cực kỳ thích Đó chính là cái giao diện của nó Mặc dù mức giá chỉ là 1 triệu nhưng bạn thấy không Cái giao diện Netflix của nó sẽ tương tự như kiểu mấy em Android Box vậy Và bây giờ mình sẽ mở bạn cái xem cái đó chính là Google Play nhá Cũng sẽ tương tự như kiểu là mấy em Android Box luôn Các bạn thấy không Đấy, ngon lành đào Giao diện này rất là ngon Nếu mà xét tổng tầm, tầm giá chỉ là 1 triệu Bởi vì nó không bị chạy mấy hệ đoàn hành cùi cùi nhiều một số em khác Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn về em máy chiếu Gozodoc này Một cái sản phẩm mình thấy rằng rất đáng đầu tiền bán gạo Với mức giá chỉ là 1 triệu mà thôi <laughs> Để yeah, mà nói phụ kiện đóng gói em này cực kỳ đơn giản các bạn sẽ có một hộp nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nói chung là thiết kế của nó nhìn cũng khá bắt mắt và học hỏi cho rất nhiều em đó là Samsung Style và chúng ta sẽ có những phần phụ kiện ví dụ các bạn sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này cũng nhờ việc các bạn sẽ có một cái sợi dây đó là HDMI đây nhá dành cho những ai mà chúng ta có nhu cầu các bạn kết nối với máy tính chúng ta kết nối với cái điện thoại hoặc chúng ta kết nối với laptop đều được luôn và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với bạn kỹ hơn về máy chiếu Godox Mini nhá ưu điểm của nó đó là cực kỳ nhỏ gọn và mức giá rất là rẻ luôn em này thì các bạn để trên bàn cũng được này hoặc là chúng ta để trên những cái chai pot như này cũng được luôn ở phía bên dưới thì các bạn sẽ có một cái ốc 1 phần tư nhá chúng ta cắm vào chai pot cũng ngon là đào luôn và em này thiết kế của nó rất giống một em đó là samsung style kiểu dáng cũng sẽ hao như vậy và ở phía trước ấy thì các bạn sẽ có hệ thống đèn chiếu này. Về cổng kết nối ấy, lần lượt các bạn sẽ có đó chỉ là HDMI, rắc 3.5 mm. Câu nhờ việc chúng ta sẽ có cổng USB ở đây dành cho những bạn nào chúng ta muốn kết nối. Ok. Và ở đây sẽ là cái phím nguồn nhá. Phía bên dưới sẽ là những khe để các bạn thoát nhiệt. Còn ở đây các bạn sẽ có một cái dây nguồn. Nguồn nó sẽ tích hợp luôn ở bên trong rồi. Và chúng ta sẽ chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thế là xong. Các bạn thấy không? Cái dây nguồn của nó sẽ như này cực kỳ đơn giản luôn, không hề phức tạp. Vậy nên nếu bạn muốn mang đi chơi, mang đi du lịch cũng được luôn. Một ưu điểm nữa em máy chiếu này đó là góc ngả của nó cực kỳ thoải mái luôn các bạn thấy không? Đấy, mình có thể ngả lên trên này, xóa ngả xuống dưới này. Bây giờ thì mình sẽ nói về các tính năng điều chỉnh lấy nét của em này nhá. Cụ thể thì chúng ta sẽ có cái vòng xoay đây dùng để điều chỉnh sao cho lấy nét xa gần. Cụ thể đây, các bạn sẽ dễ dàng hình dung này. Ví dụ ở đây hiện tại mình đang rằng nó chưa nét lắm nhá, thì mình có thể điều chỉnh thông qua phần con lăn này sao cho nét nhất có thể Đấy, nó sẽ nét hơn rất là nhiều Còn nếu mà nói phần tính năng auto nhá Thì nó sẽ có tính năng đó chính là auto keystone Tức là tự động căn góc lại Để cho các bạn dễ hình dung Bây giờ thì mình sẽ chiếu lên trần Các bạn thấy không? Hình ảnh nó sẽ tự động được căn chỉnh sao cho fit mẹ trần nhà của mình Còn bây giờ mình kéo xuống này Đây Đấy, hình ảnh nó sẽ được tự động căn chỉnh lại Sao cho nhìn một cách ok nhất đây có lẽ là một tính năng cực kỳ ăn tiền ở trên cái mẫu máy mức giá chỉ là 1 triệu như này. Còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần khả năng hiển thị của nó nhá. Em này độ sáng tối đa sẽ là 160 Asinumen và em này thì các bạn sẽ có chiếu độ phân giải đó chính là HD mà thôi, 720p. Cụ thể có thể giải mã những video với độ phân giải là 4K nhưng khi mà chiếu lên ấy, thì nó sẽ chiếu độ phân giải đó chính là 720p mà thôi các bạn ạ. Rồi, có thể giải mã những video ở trên YouTube với độ phân giải đến đến đó chính là 4K nhé 4K YouTube xem ok Nhưng khi mà chiếu lên ấy, thì nó sẽ chiếu độ phân giải Đó chính là HD rồi, 720p Và ở đây ấy, thì mình rằng nếu xét phần đó chính là giao diện ấy, Thì cài đặt chúng ta sẽ có rất là đầy đủ Các bạn sẽ có kết nối Wi-Fi này 2.4GHz Sau đó chúng ta kết nối vào Wi-Fi 5GHz đều được nhá Em này cũng sẽ hỗ trợ Wi-Fi 6 theo nhà xuất công bố luôn Ngoài ra ấy, thì các bạn cũng sẽ có kết nối Bluetooth này tiếng Việt hỗ trợ đầy đủ luôn một cái lợi thế của em này còn phần cài đặt chiếu ấy thì cơ bản sẽ là những cái quen thuộc thôi ví dụ bạn muốn zoom to zoom nhỏ lên đây chúng ta đều có thể làm được hết nhá nhưng cài đặt khá là trực quan luôn nếu mà chúng ta muốn to muốn nhỏ đều được em này thì kích thước chiếu của nó sẽ từ 40 inch 40 inch cho đến 130 inch các bạn ạ 40 inch cho đến 130 inch đều được luôn được rất là to còn lại thì chúng ta cũng sẽ có những cái chế độ chiếu ví dụ chiếu phía sau này Đấy, hình lộn ngược như này Sau đó là tiếp theo Đấy, chiếu lộn ngược Cơ bản nó sẽ là rất nhiều những chế độ chiếu khác nhau Mà thường sẽ xuất hiện ở trên những chiếu máy chiếu Cái máy chiếu này thì bạn gắn ở trên trần nhà cũng sẽ được luôn nhá Còn ở đây là hiệu chỉnh hình ảnh Những cái liên quan phần đó chính là chỉnh sửa Thời gian các thứ Thiết lập âm thanh cũng sẽ có luôn Cài đặt thời gian thì mình đang cài đặt đây Đó chính là múi giờ Việt Nam Đây, tiếp theo đó chính là về cái mẫu máy này với em máy chiếu này thì các bạn có thể tiến hành nâng cấp phần mềm nhé, nâng cấp trực tuyến cũng được, chúng ta tải firmware về nâng cấp qua USB cũng được luôn và với em này ấy, thì hiện tại phiên bản mình đang có đây đã là phiên bản mới nhất rồi. Tiếp theo nói về thông tin thiết bị đi thì ở đây em máy chiếu này cái mã của nó đó chính là hi 300 được? Mã của em này sẽ là hi 300 Pro, phiên bản Android ở đây mình có được sẽ là phiên bản Android 11, cũng như là chúng ta sẽ có thông số cấu hình em này. Uh... RAM của nó sẽ là 1GB RAM cũng như ROM sẽ là 8GB nhá Còn bây giờ thì mình sẽ nói về những điểm khác mình thích ở đêm này Cụ thể đó chính là với những cái giao diện nhiều YouTube các thứ vân vân Thì bạn sẽ không cần cài những cái app lậu hoặc là những cái những cái app nhìn giao diện nó cổ cổ nữa Mà em này chúng ta sử dụng luôn giao diện chuẩn của YouTube khi bạn xem qua những cái ví dụ như Android Box với cá nhân mình ấy, thực sự giao diện này rất là trực quan luôn Khi ở phần ứng dụng của tôi ở đây này Thì bạn cũng sẽ có những cái phần liên quan phần Netflix này Chrome này, cửa hàng Disney Plus Disney Plus ấy, thì ở Việt Nam các bạn sẽ không dùng được nha Tương tự cái Prime Video cũng vậy Hay là mấy cái như kiểu các bạn muốn cast hình ảnh lên cũng được luôn Chúng ta sẽ có đó chính là những cái phần như kiểu Airpin Pro này sau đó mấy cái Miracast đều được luôn và như bạn thấy thì thao tác để mà chúng ta cắt màn hình lên cái máy chiếu này nó cũng rất đơn giản luôn nhá Nó sẽ phản chiếu tất cả những cái gì các bạn đang sử dụng ở trên màn hình Mình đang xem lại thông tin của cái máy chiếu này, bạn thấy không? Đấy, cực kỳ ngon lành cảnh đào luôn Và để mà nói thời điểm hiện tại nhá Thì với việc các bạn có một cái CH Play chính chủ như này Chúng ta cài máy app như kiểu là TV360 này Sau đó là VTV Go ấy Nó cũng sẽ tương thích rất là tốt luôn đây là một cái giao diện cực kỳ lợi thế nếu mà so sánh với những chiếc máy chiếu bình thường khác Nó không chạy được một cái giao diện nó ngon như này các bạn ạ Còn bây giờ thì mình sẽ nói về độ ổn của cái máy chiếu này khi mình sụp một thời gian nhá Bây giờ mình sẽ ngừng nói này Như bạn thấy độ ổn của cái máy chiếu này nó sẽ chỉ ngưỡng có tầm 50 51 để mà thôi. Thực sự khá là êm ngay cả trong điều kiện môi trường yên tĩnh ấy thì mình nghĩ rằng em này nó cũng sẽ không hề gây khó chịu. Còn về yếu tố nhiệt độ, mặc dù mình đã chiếu có tầm 1 tiếng rồi, tuy nhiên mình cảm nhận đấy, em này khá là mát này, không bị hiện tượng nóng lên, hoặc cũng thể do mình đang ở trong một cái môi trường đó chính là tương đối mát luôn. Khi mà mình đang ở trong phòng đó chính là có điều hòa nhá và nhiệt độ xung quanh mình nó sẽ ngưỡng khoảng tầm 26 27 độ gì đó. Còn đây là chất lượng của em này khi mà chúng ta xem những app ví dụ như ở VTV Go chẳng hạn Mình nghĩ rằng em này nếu mà bạn đứng ở cỡ khoảng cách 1,5m đổ đi ấy, thì ok Còn nếu mà chúng ta đứng gần quá khoảng cách cỡ khoảng tầm là dưới 1m đi Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ là những cái điểm ảnh chấm 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 nhá Chúng ta nhìn khá là rõ luôn Vậy nên mình khuyên các bạn nếu mà các bạn mua em này ấy, chúng ta nhìn cứ xa xa ra một chút nó sẽ ok còn bây giờ thì nếu mà để xem những cái nội dung ở trên cái nền tảng như ở VTV Go hay VTV ấy, mình nghĩ rằng em này cho khả năng hiển thị tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một cái đoạn video cụ thể là cái video Costa Rica rất nổi tiếng với nhiều màu sắc như này để bạn dễ dàng hình dung nhá. Đây, về phần màu sắc và độ sáng của nó, cá nhân mình đánh giá rằng em này bóng led của nó dĩ nhiên nó sẽ không thể rực rỡ quá với tầm 1 triệu, nhưng nếu để xét giá thì cũng khá là ổn luôn. Đấy, màu sắc các thứ hiển thị ngon lành anh đào. Đấy. Các bạn thấy không? Mình sẽ zoom kỹ lại các bạn xem nhé. Đây, từ từ góc nghiêng này. Đây là điều kiện phòng của mình Đó chính là tắt hết điện đi rồi Có thể thấy rõ cái điều này Khi mình đứng ở một góc nó vẫn rất là sáng Và độ sáng ở đây ấy, nó sẽ chỉ là 160 AC lumen mà thôi Avenger đây. Rồi bây giờ mình sẽ đứng Ở một góc cho bạn dễ dàng hình dung Khi mà chúng ta xem phim nó sẽ như nào Đấy. Rất ổn đúng không Đây Hay là hiện tại thì mình đang cho bạn xem Minion nhá mình thấy rằng em này mà để mua cho trẻ con xem thì cũng khá là ok Bởi vì sao? Giá rẻ Và chắc chắn rằng chúng không thể đập được rồi Trẻ con thì đập tivi cái thứ nhưng mà cái này thì khỏi đập luôn Còn với cái điều khiển này nhá Thì phím của nó tương đối đơn giản luôn Các bạn cũng sẽ chuột để điều khiển đây Chúng ta sẽ có phím tùy chỉnh chuột này Tiếp theo phím này để bạn chuyển nhanh sang chế độ Đó chính là Aircard dùng cho cái mẫu iPhone này Sau đó cái Miracast dùng cho Android Còn lại là những phím di chuyển bình thường Phím Home này, phím Back phím tăng giảm âm lượng cũng nhà các bạn sẽ có phím để truy cập nhanh phần cài đặt đây nói chung là điều khiển này khá là dễ để thao tác luôn còn để nói phần âm thanh nhá thì bây giờ mình sẽ bạn nghe thử với mắc âm lượng này để xem nó ok không rồi bây giờ mình sẽ bật mắc âm lượng lên thực sự loa này cũng tương đối to đấy hey, hey, uh. Nói chung với em này loa của nó sẽ ở ngưỡng cỡ khoảng tầm là 90 decibel với một số bài hát nhá, lên được đến cỡ khoảng tầm 90 decibel, đủ để bạn nghe trong một căn phòng cỡ khoảng tầm là 15 20 m2 mới rằng ok, em này nó sẽ hướng đến nhu cầu những bạn nào mà có chi phí thấp, chúng ta mua về giải trí như cái buổi tối các bạn xem phim, chúng ta xem mấy cái bộ phim Netflix hoặc là chúng ta xem thời sự cũng được luôn. Em này cài mấy app APK nhiều VTV Go, sau chúng ta cài qua những cái cửa hàng Google Play đều được nhá. Mà mình công nhận em máy chiếu đó chính là Mini Gozodoc này Nó thực sự là một sản phẩm trong tầm giá 1 triệu Nó đáng đầu tiền bất gạo Các bạn các bạn nghĩ sao về em máy chiếu Mini Gozodoc này Thì hãy để lại kênh bên dưới Và nếu bạn muốn mua ấy, thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả Để bạn dễ dàng tham khảo nhé Cá nhân mình ấy, thực sự ưng em này luôn Mình thì đang có hai em máy chiếu Gozodoc rồi Và nếu mà so sánh về phần mềm của em Gozodoc trước đấy mình mua ấy, Cỡ khoảng tầm 3 triệu ấy, Thì em này mức giá của nó rẻ hơn Nhưng mà firmware rất là ngon luôn và bạn nào có bất kỳ một câu hỏi nào về máy chiếu Gozorok Hãy để lại ý kiến bên dưới Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau nhấn like và subscribe một cái khôi ngõ nhá.